bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Cuộc đời mỗi người có thể xem như một câu chuyện với vô vàn những tình tiết gây cấn khác nhau. Mọi câu chuyện đều sẽ đến hồi kết, và biết trước được cái kết của cuộc đời mình sẽ giúp chúng ta sống mỗi ngày trong niềm hy vọng. Hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Joan C. Benson qua chủ đề Câu chuyện cuộc đời. Chúng ta hay nói về câu chuyện. Vậy câu chuyện là gì? Một định nghĩa giải thích rằng câu chuyện là lời tường thuật hay bản tường trình của các sự kiện, trải nghiệm, có thể là sự thật hoặc hư cấu. Câu chuyện phát triển khi nhân vật chính nỗ lực vượt qua từng chướng ngại, đôi khi thành công, nhưng cũng có khi thất bại. Các câu chuyện được phát triển qua việc xây dựng những tình tiết đáng quan tâm và các sự kiện leo thang dẫn đến đỉnh điểm, nơi kịch tính và hồi hộp nhất, nơi chưa thể đoán trước kết quả. Trong các lớp học, người ta gọi quy trình này là phát triển bài viết theo mô hình ngọn núi, và từ đỉnh điểm, cao trào của câu chuyện, sự căng thẳng giảm xuống và tác giả bắt đầu tháo gỡ những nút thắt, cuối cùng đi đến giải pháp, đó là hồi kết. Khi ngẫm lại cuộc đời mình, tôi có thể thấy một số điểm tương đồng rõ rệt với cấu trúc câu chuyện mà tôi đã từng dạy bọn trẻ. Tôi có thể nhìn lại những đỉnh núi của mình và nhìn thấy muôn vàn sự kiện. Tất cả đều ở đó với nhiều mục tiêu, cột mốc quan trọng, rào cản và thất bại. Tôi thấy những lời cầu nguyện đã được Chúa nhậm lời khi Ngài đưa tôi qua những thử thách và dẫn tôi lên những chốn cao hơn, ban cho tôi những chiến thắng. Đức Chúa Trời thành tín ngay cả khi tôi phải băng qua những dòng nước chảy sâu, những ngọn lửa hừng và những nỗi đau không tưởng. Giờ đây, khi ở độ tuổi 70, cuộc sống trên đỉnh núi nhìn cũng khác lắm. Mặc dù có thể để cho những thành tựu vĩ đại được viết lên, điền vào chỗ của những mục tiêu cao cả, thì bây giờ tôi vẫn có một tâm hồn không nao sờ và một khát khao cháy bỏng, đó là chuẩn bị hồi kết cho câu chuyện cuộc đời mình. Là một cơ đốc nhân, tôi hiểu rằng câu chuyện trần thế của mình sẽ sớm kết thúc và tôi sẽ bước vào một niềm vui mới, sống trong sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời nơi thiên đàng, kinh nghiệm lời hứa cứu rỗi của Chúa cách trọn vẹn như những gì Chúa Giêsu bày tỏ trong Giăng chương 10, câu 27-28 rằng: "Chiên ta nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta." Niềm vui bất tận và sự bình yên trọn vẹn đang chờ đợi khi câu chuyện này kết thúc. Thế nhưng, đang khi câu chuyện trần thế vẫn còn diễn ra thì sao? Ngẫm lại bộ phim ngọt ngào mà gia đình chúng tôi cùng xem trong kỳ nghỉ vừa rồi, tôi thấy có vẻ như mọi hiểu lầm, mọi khó khăn, mọi gút mắt đều được giải quyết trong 10 phút cuối cùng của thời lượng phát sóng. Rõ ràng, trong cuộc sống thực, không phải lúc nào cuộc đời chúng ta cũng sẽ có một cái kết có hậu theo kiểu hư cấu trong các bộ phim như vậy được. Nhưng chúng ta có thể yên tâm rằng Đức Chúa Trời không để chúng ta một mình. Lời Ngài cho chúng ta những hướng dẫn rõ ràng để sống mỗi ngày, viết tiếp câu chuyện cuộc đời. Khi ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra trong cuộc sống của mình, tôi nhận thấy cách rõ ràng rằng Chúa đã tinh luyện để tôi có thể tập trung theo Ngài, hướng về đích đến. Lời Chúa dạy chúng ta cách chuẩn bị cho cái kết của câu chuyện mình, đó là: "Người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương người lân cận như chính mình." Luca chương 10 câu 27. Khi tôi gặp phải những khó khăn của tuổi già, tôi ngày càng nhận thức rằng thân thể trần tục này sẽ chẳng còn chịu đựng được bao lâu nữa. Đồng hồ tiếp tục tích tắc, nhưng điều đó không sao. Trong Cô-rinh-tô nhì chương 1 câu 9, Kinh Thánh cho chúng ta biết: "Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình, nhưng điều này đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời đấng khiến kẻ chết sống lại." Biết được cái kết của câu chuyện đời mình và những gì sẽ xảy ra tiếp theo, lời Chúa khuyên chúng ta rằng: "Anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau như anh em vẫn làm." Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 11. Vì vậy, với việc nhắm thật chuẩn vào phần kết trong câu chuyện của cuộc đời mình, tôi khao khát được bước với Chúa mỗi ngày, ngợi khen đấng cứu rỗi tôi và yêu thương những người khác theo cách tốt nhất mà tôi có thể. Điểm nhấn trong câu chuyện cuộc đời tôi, di sản mà tôi sẽ để lại
chính là làm sáng danh Chúa trước mặt mọi người. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì từ khi con lọt lòng mẹ tới lúc đầu râu tóc bạc thì Ngài vẫn bồng ẩm con và đảm bảo một tương lai phước hạnh cho con trong nước vinh hiển của Ngài. Xin giúp con bước đi với Chúa mỗi ngày, nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, bạn đang ở giai đoạn nào của câu chuyện cuộc đời? Dù thời lượng còn lại của câu chuyện dài hay ngắn, điều quan trọng là hãy trân trọng mỗi một giây phút hiện có để bạn sống cho Chúa và bày tỏ tình yêu Ngài ra cho những người xung quanh. Cánh tay yêu thương dìu tôi suốt đàng, dù nơi hoang vu bên vững tin cậy nơi Chúa, dẫu nắng mưa vẫn yên lòng không âu lo. Mỗi bước trên đường lòng biết Chúa luôn luôn đi cùng, yêu thương chăm nom gìn giữ đã nâng linh hồn. Ngày mai tươi sáng lúc tôi lìa xa chốn thế gian, bước cuối hát vàng tôi đã đến nơi thiên đàng. Nhiều khi đau thương làm đứt tin chợt nào nung, sâu vương lối đi mênh mông buồn xe sắc lòng. Rồi lên thiên cung tìm thấy bao niềm vui sống, vững bước chân suốt trong hành trình xa xăm. Mỗi bước trên đường lòng biết Chúa luôn luôn đi cùng, yêu thương chăm nom gìn giữ đã nâng linh hồn. Ngày mai tươi sáng lúc tôi lìa xa chốn thế gian, bước cuối hát vàng tôi đã đến nơi thiên đàng. Cho tôi sự sống muôn đời tươi mới, Ngài luôn bước đi bên tôi ngày đêm chẳng rời. Ngài cầm trong tay chìa khóa thiên đàng vinh hiển, chốn âm êm Chúa đang dìu tôi đi lên. Mỗi bước trên đường lòng biết Chúa luôn luôn đi cùng, yêu thương chăm nom gìn giữ đã nâng linh hồn. Ngày mai tươi sáng lúc tôi lìa xa chốn thế gian, bước cuối hát vàng tôi đã đến nơi thiên đàng. Đường đi quanh co từng bước tôi nhìn xem Chúa. Nhờ có chương trình này mà tôi sáng nào cũng tỉnh nguyện và cầu nguyện. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Cảm ơn chương trình, cảm tạ Chúa, cầu Chúa ban phước cho những người làm chương trình này. Xin cảm ơn quanquay.vn đã cho tôi một bài học mới. Dù đang nỗ lực đưa người khác đến với Đấng Christ, nhưng không nên bỏ bê mối quan hệ yêu thương đối với các thánh đồ. Xin cầu nguyện cho tôi để có thể thực hành được cả hai. Trên đây là hai trong vô số những lời nhắn đầy khích lệ và yêu thương mà ban biên tập chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày nhận được mỗi ngày. Nếu quý vị được nhắc nhở hoặc cảm động từ những bài học của chương trình, xin đừng ngần ngại gửi tin nhắn về cho chúng tôi tại inbox của fanpage hoặc email chia sẻ amoc.quanquay.vn. Hoặc nếu quý vị muốn đồng hành cùng chương trình trong việc dâng hiến, vui lòng liên hệ hotline 0896164199. Đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh.